Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị một cái cách để cho các anh chị có thể là tự tạo cho mình một cái phương pháp giọt nước riêng ha. Đó để cho các anh chị có thể là đánh à, tự động trên cái là cái con bot là Money AI này ha. Đó thì anh chị nào mà có cái phương pháp nào mà hay á thì anh chị có thể là tự tạo à để dành đánh riêng cho mình ha. Đấy. Rồi đầu tiên anh chị mở cái con bot Money AI lên và anh chị bấm vào cho bạn gạch bên trên cho em. Rồi bấm vào chữ là bot trên bên dưới sau đó anh chị bấm vào chữ là quản lý phương pháp rồi sau đó chị bấm vào chỗ là money bên này về mình rồi ha rồi ở trên này thì chị đặt cho nó một cái tên ha mình ví dụ như mà đặt cho nó một cái tên là bóng chính đi ha mình ví dụ ví dụ, ví dụ như vậy bóng chính đó thì ở dưới này nó có một cái bảng à, cũng giống như là bên sàn ha. cái hàng đầu tiên và cái hàng thứ ba là cái hàng kết quả ha Còn là cũng giống như ở bên sàn ha đó đó thì bây giờ là mình muốn đánh cái kết quả à số số cái số 9 này á nó cùng màu với cái quả số 1 á bằng cách là chị bấm vào cái là tín hiệu cái bóng số 9 ha cái bóng số 9 rồi sau đó chị là bấm vào chữ thêm tín hiệu nè đó cái chỗ bảng bên này á, thì chị chọn là cái bảng số 5 ha đó ví dụ như là cái bóng một nào mà chọn bóng một nè đó nó màu xanh ha đó thì cái dưới này á, mình cũng chọn là tăng luôn ha đó rồi sau đó chị bấm vào chữ là xác nhận ha đó, mình ví dụ như vậy. Rồi, mình lấy thêm một cái ví dụ nữa ha. Rồi bây giờ mình muốn là đánh cái bóng số 11 á, nó cùng màu với cái bóng là số 3. Đó. Rồi anh chị hãy chọn vào cái bóng 11 ha, mình muốn đánh cái cái bóng nào thì mình bấm chọn vào cái, cái bóng đó ha. Rồi bây giờ là mình bấm chọn vào cái bóng số 11. Rồi sau đó anh chị bấm vào chỗ là thêm tín hiệu. Đó, lúc này anh chị vẫn chọn là cái bảng số 5 ha, lúc nào cũng là chọn cái bảng số 5 ha. Rồi cái chỗ bóng này nè anh chị chọn là cái bóng số 3 ha Đó bây giờ ví dụ bây giờ là cái bóng số 3 là nó màu đỏ đi Đó thì ở dưới này mình cũng chọn là giảm luôn ha Mình sẽ cho màu đạp đỏ luôn Rồi sau đó chị bấm từ chữ xác nhận Đó như vậy là xong ha Đó thì ở đây anh chị có thể là tạo nhiều phương pháp nhiều điều kiện à, đều được hết ha đó sau đó chị bấm từ chữ xác nhận là ok ha đó rồi thành công rồi ha rồi sau khi mà anh chị tạo cái phương pháp xong á anh chị mà muốn sử dụng cái phương pháp của mình anh chị treo á thì anh chị cái chỗ mà tính năng sử dụng này nè đó anh chị chọn vào cái chữ là phương pháp cá nhân này ha rồi cái chỗ tên phương pháp nè đó thì nó ra cái phương pháp công chính lúc nãy là mình tạo nè đó rồi sau đó anh chị bấm vào chữ thêm cấu hình đó là ok ha đấy cũng vậy là phương pháp công chính mình nó nằm dưới này ha đó khi nào anh chị muốn đánh thì bấm chữ bắt đầu là chạy đó